Nếu bạn đang tìm cho mình một chiếc thang để đáp ứng cho nhu cầu của mình và giải quyết những nỗi lo lắng về an toàn, tiện lợi, thì thang dân dụng Hakawa HK45 chính là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Với kích thước lớn, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng, thiết kế linh hoạt, đa năng, thích hợp với nhiều công việc trong gia đình như sơn sửa, trang trí, làm bài quảng cáo, làm vườn. Thang dân dụng là giải pháp hoàn toàn phù hợp với những người thường xuyên lao động trên cao. Chân thang của thang dân dụng Hakawa HK45 còn được bọc bằng đế cao su chống chân trượt, tăng độ ma sát, đảm bảo an toàn trong khi làm việc. Thân thang được làm bằng nhôm cao cấp sáng bóng và bền bỉ, chịu được các tác động mạnh mà không bị biến dạng, cũng như chống chịu được với hóa chất và thời tiết mà không bị bong chóc mục rữa. Với khớp nối chắc chắn và khóa tay an toàn, giúp cho quá trình làm việc trên thang được đảm bảo an toàn. Ở phần khóa tay còn được bao tròn và bao bọc bằng đế cao su, tạo cảm giác yên tâm và tránh được sàn sứa thương tích trong quá trình sử dụng thang. So với các loại thang dân dụng thì có vẻ cồng kềnh, nặng nề, nhưng đối với thang dân dụng Hakawa HK45 có thể biến đổi linh hoạt thành nhiều hình dạng khác nhau, nhưng vẫn gọn nhẹ khi thu lại, dễ dàng mang vác, vận chuyển và cất giữ. Hợp kim nhôm cao cấp của thang dược Hakawa D6063, loại nhôm mà được dùng để sản xuất cho vỏ máy bay, giúp thang có thể chịu được trọng tải lên đến 300kg. Tại Hakawa, chúng tôi luôn dành gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm IAA an toàn cho khách hàng lên đến tận 1 tỷ đồng, bảo hành sản phẩm chính hãng trong vòng 2 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày nếu có lỗi sản xuất từ nhà kỹ thuật hoặc sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Hakawa vững bước lên cao.